nó có cái có một cái một cái lý tưởng, một cái ý chí chính trị xã hội rõ rệt là để cho nhân dân ổn và để cho nhân dân đứng giữa trong hai cái xung đột giữa mà khối cộng sản và khối tư bản. Thì cái cuộc phát động phong trào từ Huế nó lan tùm lum, trước hết là nó nhảy ngay vô Đà Nẵng với Hội An, rồi nó vô tới Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Ngãi, rồi nó vô tới Bình Định, là tỉnh Bình Định, tức là vô tới ngay nhất là ở các thị xã đó, là trung tâm đó là ở Quy Nhơn. Rồi nó vô Nha Trang, kiếm cái chỗ mà kiểu là quần chúng nhân dân đô thị mà tương đối có hiểu biết, nó tràn vô, vô Nha Trang rồi cái nó nhảy thẳng vô Phan Thiết, rồi nó vô Sài Gòn, rồi đồng thời cái phong trào nó cũng mở rộng ngoặt lên tận Đà Lạt. Thế thì cuộc gọi là nổi dậy vừa là chính trị xã hội mà vừa có đôi chút bạo lực ở nhiều nơi. Dạ. Thậm chí cái đám mà một phần của quân đoàn 1 của quân đội Dân Chủ Cộng Hòa nó theo bên Phật giáo, chấm biến nó cát cứ từng vùng ở từng cái chùa lớn để thành ra là đòi gọi là lập chính quyền ly khai. Thì cô thử nghĩ là trong tình hình như vậy, tôi là Nguyễn Cao Kỳ, chủ tịch Ủy ban Hợp pháp Trung ương, tức là thủ tướng, tôi chịu gì nói? Vì hiểu biết là phải huy động mọi thứ, quân cảnh sát giả chiến có, nhảy dù có, thủy quân lục chiến có, bộ binh cũng có, kéo ra đàn áp ngay. Mà khi kéo ra đàn áp thì nó cũng có những vụ, có những thằng tướng lúc đầu tiên á thì nó phải chấp hành cái lệnh của Nguyễn Cao Kỳ. Nhưng mà khi ra đến nơi thì nó bị mấy phong trào đó mua chuột ráo, rồi ra tới Đà Nẵng chẳng hạn, thì rút lui, nó trốn tuốt trong mấy cái căn cứ quân sự Mỹ á, để nó tránh một đằng thì ở Nguyễn Cao Kỳ bên này ra bắt một đằng, trong này ra bắt một đằng á, thì để tránh cái chuyện mà đụng chạm với cái phong trào miền Trung, phong trào Phật giáo miền Trung. Nhưng mà cuối cùng dĩ nhiên là lực bất tòng tâm. Lần lượt là hết ở Huế, rồi ở Đà Nẵng, rồi ở Hội An, rồi Quảng Nam, Quảng Ngãi, Nguyên Nhân, Nha Trang, Phan Thiết, Gạch Chí, trên Đà Lạt nữa. Ở Đà Lạt á, cái lực lượng quần chúng nổi dậy có nòng cốt của đoàn thanh niên lãnh đạo, họ chiếm được cả cái đài phát thanh 3 ngày mà họ cũng không biết làm cái gì hay để mà phát thanh. Đến độ mà khi nó họ bị mà đuổi gấp á, họ không biết làm sao, đốt luôn cái đài phát thanh rồi mới chạy. Bạn bè tôi cũng là 10 người đồng cốt trong cái vụ đài phát thanh Đà Lạt tháng 4 năm 1966. Sau đó thì họ trả tuốt cho Sài Gòn, họ gặp tôi và chúng tôi kết bè kết cánh với nhau thành những cái đứa Việt Cộng Sài Gòn. Bây giờ trở lại cái chuyện mà hồi 1966 đó, thì cái hoạt động mà cỏn con mà cách mạng lãng mạn của cái nhóm mà năm bảy đứa mà gọi là lãng mạn cách mạng này, cách mạng lãng mạn này á, nó bị chìm nghỉm trong cái phong trào đấu tranh chống Mỹ cả nước. Tới đó rồi thì sao? Thì lại có một vụ liền theo ở Sài Gòn. Sau cái vụ mà cái đám mà Phật giáo miền Trung mà dư đảng Phật giáo miền Trung vô trong này
là cũng là phát động đấu tranh dữ lắm, bàn thờ cũng xuống đường đầy hết, tức là kéo bàn thờ xuống đường để ngăn cản cái sự đàn áp của cảnh sát giải chiến. Thì sau ở Sài Gòn cũng có những cái chuyện lớn lao đó, ở quanh cái khu vực, cái đường mà hôm qua tôi gọi ý cái đó là cái khu vực Nam Quốc Tự á, trên cái đường hồi trước là đường Trần Quốc Toản, bây giờ gọi là đường 3 tháng 2. Thì sau cái vụ mà đấu tranh của Phật giáo tại Sài Gòn, thì tới cái vụ là ngày 1 tháng 5 năm 1966, thì bên Liên đoàn Lao động Việt Nam có cơ sở cách mạng chỉ đạo. Thì ông Lê Văn Thốt lúc đó là chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam ở Ngã Bảy, ông là một quần chúng cảm tình thôi chứ chả có phải là cơ sở. Ông ra hoạt động công khai mà ông làm chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam thì ông phải là con người không phải có trong tổ chức cộng sản được, mà phải qua trung gian. Thế thì ông theo yêu cầu, ông ráng vận động cái Liên đoàn Lao động Việt Nam ở Ngã Bảy á, là vận động cùng với những vận động của bên đảng, cùng vận động của bên mặt trận chứ không phải mình nó. Thành thử ra vận động đủ các giới hết, là người lao động tư chức, tức là những cái viên chức mà làm việc không làm việc nhà nước, rồi các bà mẹ Việt Nam, tức là bà mẹ giữ tính chất Việt Nam chứ không phải là bà mẹ phong danh hiệu Việt Nam đâu, nghe không? Rồi công nhân, rồi thanh niên, rồi sinh viên, đông nhất là đám thanh niên sinh viên học sinh, tất cả huy động mà đi biểu tình chống Mỹ từ Ngã Bảy, trụ sở của Liên đoàn Lao động Việt Nam, đến ra tới chợ Sài Gòn thì có cả đến 20.000 người. Đi trên đường á, những cái người mà tò mò như tôi mà đi theo coi á, thì họ riết rồi họ cũng tấp vô luôn. Họ đứng bên lề đường một lúc rồi đến một quán nào đó thì họ thấy cụ bự có ý nghĩa và cũng là phù hợp với suy nghĩ, họ tấp vô luôn. Cho nên khi họ khi cái đoàn biểu tình ngày 1 tháng 5 năm 1966 đó kéo đến trước cái tòa đại sứ Mỹ cũ chứ không phải ở chỗ mà sau này đâu, thì đến đó người ta có thì đã có được tới 20.000 người meeting. Tôi biết con số 20.000 tại vì tôi đi đếm, bởi vì người ta xếp hàng ở trên cái và bây giờ gọi là đại lộ Hàm Nghi á, dài từ cái chỗ mà cái mép tòa đại sứ Mỹ là gần cái chỗ cái là cái hiệu bánh Phong Lan á, Hương Lan không gì hương bánh gì hiệu bánh Như Lan ở hiệu bánh Như Lan á, từ chỗ đó ở đường Hàm Nghi mà nó kéo dài tới chợ Bến Thành mà người ta đứng hàng ngang là hàng 20 và họ đứng san sát với nhau. Thì tôi chỉ cần đếm một khoảng chừng cỡ 20 mét bao nhiêu người, rồi tôi đo hết cái chiều dài đó bao nhiêu khoảng 20 mét tôi nhân lên, rồi tôi thấy gần 20.000 người, tức là 20.000 người. Trong vụ biểu tình đó đặc biệt là anh bạn Nguyễn Hữu Thái của tôi gọi như là MC, nghĩa là đi trên cái xe phát thanh đầu. Và cái điều lớn lao và rất là vinh dự của bạn Nguyễn Hữu Thái của tôi đó,
là phát thanh và nói bằng tiếng Anh. Dĩ nhiên mình không vô được tòa đại sứ Mỹ được, nó chận ngoài hết rồi. Nhưng mà phát vào tiếng Anh rất lớn vọng ra vô tòa đại sứ. Mà cái bản kiến nghị đòi Mỹ rút quân về nước, trả lại cái quyền độc lập tự quyết cho những người Việt Nam, thấy không? Thì cái bản phát thanh đó Nguyễn Hữu Thái đọc đi đọc lại gần như là nó mấy chục lần bằng tiếng Anh. Đồng thời kết thúc cái bản phát thanh mà Nguyễn Hữu Thái đọc phát ra đó là hai câu thôi, là Americans go home, tức là những người Mỹ phải về nước. GI tức là chữ viết tắt là của lính Mỹ, GI go home. Đó là hai câu cuối của cái bản yêu cầu, gọi là bản kiến nghị mình phát cơ cho tòa đại sứ Mỹ, để nó biết rằng đây là nguyện vọng và ý chí của cái đoàn biểu tình, mà đưa họp meeting ngay trước với 20.000 người trước tòa đại sứ Mỹ cũ. Thế cho nên là sau cái đó một tháng tôi thấy thôi rồi rồi, mình mà mình làm cái kiểu mà lập đảng cách mạng lãng mạn mà lên ngoe ba móng làm này lưu bêu thôi, đi kiếm mấy ổng cũng là thanh niên bạn mình thôi, đúng không, để xin gia nhập. Và như vậy tôi đến xin gia nhập, thì người bạn đó đầu tiên họ rất là thủ, và họ nghĩ rằng tôi là người khiêu khích để tìm cách gọi là chọc cho ổng nổi tiếc lên, mà ổng nói những cái chuyện mà chống Mỹ giống tôi. Thành thế ổng có nói là tôi không phải là người anh tìm, anh về đi, nhưng mà anh nhớ lần sau đừng có mong tìm tôi ở đây, tôi đi chỗ khác rồi, anh phá tôi quá mà. Thì tôi nghe vậy tôi cười, tôi nói thôi được, anh đi đâu đi, chứ trong lòng tôi biết là đổi vài tháng sau ông nội bạn của tôi là sẽ trở lại thôi, trở lại tìm tôi. Bởi vì rất rõ ràng trong tình thế của cái tháng 7 năm 1966, tôi cần tổ chức cách mạng thuộc Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam, tức là Đảng Lao động miền Nam. Tôi cần được gọi là tham gia theo cái lý tưởng cách mạng của, thôi nói gọn lại là của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Thì Mặt trận Giải phóng miền Nam và tổ chức thanh niên của họ, mà ông bạn tôi đó, sẽ cũng cần tôi ngang như vậy. Công bằng chứ, không có ai lợi dụng ai hết. Đó là một hợp tác ngang lợi ích, cùng có lợi như nhau. Do đó mà tôi biết chắc rằng vài tháng sau thì đúng là ông tự tôi tới nhà tôi nữa. Và như vậy tôi biến thành, từ tháng 8 năm 1966, tôi biến thành là hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên Giải phóng khu Sài Gòn Chợ Lớn Gia Đình. Cơ duyên chẳng phải cơ duyên, mà là cái sự tìm nhau, vì đồng chí khí như nhau. Có điều tôi là một người nhỏ nhất mà đòi vươn lên cách mạng lãng mạn với một cái chí khí lớn lao,
càng ngày càng thêm lớn, mà tôi là một người nhỏ nhất. Còn tổ chức cách mạng là một người khổng lồ. Câu chuyện của bác thì em xin hỏi một cái này, tức là cái sự kiện mùng 1 tháng 11 năm 63, khi đó thì bác còn nó ở một cái độ tuổi thiếu niên, tức là thanh niên 15 tuổi, 15, 16 tuổi. Dạ. Thì bác có thể cho biết là cái sự kiện này nó ảnh hưởng đến tư duy của bác có nhiều không, và có ảnh hưởng nhiều đến cái quyết định sau này khi mà bác đi theo những người cộng sản không, thưa bác? Cái lần mà gọi là binh biến 11 tháng 11 năm 1960 đó, thì cái lần đó họ định lật đổ Ngô Đình Nhu, và nấn ná giữ Ngô Đình Diệm. Mà để buộc Ngô Đình Diệm phải dân chủ quá cái chế độ là cái gì? Bởi vì nói Ngô Đình Nhu và Ngô Đình Diệm thì phải nói là gọi là hai cái nhà gọi là phá hoại cái sự dân chủ quá chính trị tại miền Nam, Việt Nam. Mà họ thống trị ở miền Nam Việt Nam bằng cái tài mà gọi là quản trị hành chính để đỡ đành. Họ có tài lắm, nhưng mà họ lại không chia sẻ cái quyền lực dân chủ chính trị cho những cái người gọi là phe phái quốc gia khác. Thành thử ra là họ cai trị theo cái gọi là như là bác sĩ Phan Quang Đáng là một lãnh tụ chính trị đối lập xu hướng dân chủ. Ông nói đúng phóc là bầu cử thì gian lận, bởi vì tôi đắc cử mà tôi không được đắc cử. À, cái đó cũng có cái gì á, na ná mà chúng ta đã vừa thấy. Bầu cử gian lận là độc tài gia đình trị để mà điều khiển, thì làm sao mà điều khiển được cái đất nước miền Nam phát triển mạnh hơn lên được. Dĩ nhiên bác sĩ Phan Quang Đáng thì học ở Mỹ và ảnh hưởng nặng cái tính dân chủ tự do của người Mỹ. Về đây thì bị Ngô Đình Diệm dứt ra, mặc dù đắc cử dân biểu. Cả cái đám đắc cử nó theo Ngô Đình Diệm, nó bỏ phiếu là coi như họ không công nhận cái sự đắc cử hợp pháp do dân cử của bác sĩ Phan Quang Đáng. Thì tôi muốn nói sơ qua những cái chuyện như vậy để thấy rằng chính cái sự độc tài mà độc đoán nó khiến cho tôi về sau này tự nhiên thấy cần thiết, ảnh hưởng là thấy cần thiết là phải có đấu tranh, phải dân chủ mở rộng mới được. Và cái chuyện này thì thật sự ra tôi cũng biết cách làm khi tôi tham gia cùng tổ chức cách mạng và trở thành đảng viên. Tôi biết đấu tranh như thế nào về cái chuyện là phi dân chủ giữa các đảng viên với nhau thôi, ngay trong chi bộ. Có điều là tôi làm cái chuyện đó trong chi bộ á, rồi cuối cùng á, trong chi bộ sau này tôi sinh hoạt nó ghi là đồng chí Nguyễn Thành Công bảo lưu ý kiến. Vậy thôi, còn tất cả những người khác thì chống ý kiến của tôi. Và vì vậy cho nên tôi ra ngoài tôi đâu có nói ai cái gì đâu,
tôi chỉ đấu tranh dân chủ thực sự trong nội bộ và nói với những người cần phải đấu tranh. Họ không nghe thì đó chuyện của họ. Tôi thì tôi vẫn giữ ý kiến của tôi. Cho nên cái cuộc gọi là binh biến 11 tháng 11 năm 1960 nó ảnh hưởng tới tôi ở cái chỗ là những cái người mà cầm đầu về dân sự trong cái cuộc đó mà thất bại đó là những người ảnh hưởng của đấu tranh dân chủ, tư tưởng dân chủ tự do không phải của Mỹ mà của phương Tây nói chung. Có điều là thí dụ như hồi lúc đó là có cái phe gọi là phe họp ở nhà hàng Caravelle của ông Trần Văn Hương, thì người ta gọi cái phe Caravelle đó cũng là một cái phe gọi là dân chủ, mà ông Trần Văn Hương là ông là Pháp rạc đọt luyện của ông ra mà. Hồi đầu Ngô Đình Diệm thì ông làm tới đô trưởng, rồi ông nghỉ, rồi ông ra ông hoạt động chính trị, rồi ông theo cái đảo chánh 11 tháng 11 năm 60. Và ông thành thử là một trong những tội đồ của Ngô Đình Diệm sau khi Ngô Đình Diệm mà dẹp cái đám đảo chánh. Và cả cái đám Phan Văn Đáng, Trần Nhân Hương đồ cũng bị bắt ra ngoài công đảo ở ngoài. Thì tôi nói cái ảnh hưởng mà của cuộc đó là chuyện thứ nhất là ảnh hưởng vấn đề dân chủ phương Tây. Tôi thì hình như là suốt đời của tôi không có mặn gì hết đối với cái chuyện dân chủ tập trung sau chủ nghĩa. Mà tôi vẫn ảnh hưởng mãi nặng của cái dân chủ xã hội phương Tây. Còn cái chuyện thứ hai nữa ở cái cuộc binh biến 1 tháng 11 đó, là trong đó có một người đại quý chỉ huy phó biệt động quân biệt khu thủ đô tham gia đảo chánh, đó là đại quý Phan Lạc Tuyên. Ông này thật sự ra ông là một người gọi là dân chủ tự do, chả có theo ai hết trơn, không có theo Pháp, không theo Mỹ. Ông tự thấy tự biết ở cái vị trí chỉ huy biệt động quân rằng chiến tranh là đau khổ. Thì ông Ngô Đình Diệm càng độc tài thì chiến tranh sẽ tiếp tục càng kéo dài. Cho nên cái lần đó ông hứng chí thấy về Dương Văn Đông với Nguyễn Khánh Thi là tổ chức đảo chánh, thì ông cũng kéo 3 đại đội biệt động quân là tham gia lực lượng đảo chánh. Và ông kéo quân của ông đánh kịch liệt ở cái mạng dọc theo đường Nguyễn Du cho tới cái bưu điện Sài Gòn. Dĩ nhiên cuối cùng rồi cũng phải thất bại, nhưng mà khi ông không chạy theo cái đám Dương Nhân Đông, Nguyễn Nhân Thi, mà ông đi đường bộ, ông vượt biên qua Campuchia, rồi ông hòa với cái đám Việt Kiều Campuchia mà lúc đó hoạt động thì lung tung lắm. Việt Kiều theo Pháp cũng có, theo Việt Kiều theo kháng chiến cũng có, mà Việt Kiều theo Ba Tàu là làm ăn đó cũng có, lung tung lắm. Thì ông len lỏi trong cái đám Việt Kiều đó, ông làm báo, ông đòi gì? Ông đòi dân chủ. Ông đòi là bên đây là Ngô Đình Diệm á, phải từ chức. Nhân dân thì nhân dân, ông làm báo công khai. Thì ông làm riết rồi cũng hết tiền. Mà cũng không tới đâu. Thế ông buồn tình cuối cùng quá, ông kiếm đường móc nối
nhảy theo Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam về Trung ương Cục. Trước nhất là nhận cái hàm gọi là trưởng ban binh vận, chứ thật sự là trưởng ban binh vận người của ta, chứ làm sao mà để ông Quân Lê Tiên được. Sau đó là đưa ông vô cái ban mặt trận của